hôm Trồng chào tất cả các bạn một ngày mới vui vẻ Thì khi mình trồng một cái cây các bạn Thì từ trồng từ hạt hoặc là một cái cây mình ghép cũng vậy Thì mình trồng cho nó lớn Nó lớn để mình coi thử cái mặt hoa Trong ngày, trong đêm, trong giống như là mình Mình nuôi con mà mình trồng cho nó lớn vậy Thì khi nó ra hoa Thì nó lại cái trường hợp nó, nó bị tét hoa các bạn thì nó tét hoa như vậy á thì các bạn có nhiều bạn nói rằng là nó bị dư đạm thì các bạn nói như vậy thì mình biết như vậy mà mình nghĩ dư đạm nó chỉ có một phần thôi nha các bạn còn nó bị do tác động môi trường nó nó bị do gen di truyền nha các bạn mình nghĩ nó bị gen di truyền cũng rất là nhiều luôn á á à. thì các bạn nói là dư đạm thì trước khi bàn về vấn đề dư đạm thì mình mới nói là mình mới phân tích là đạm là cái gì đối với cái cây đạm thì là các cái chất bổ mình nói nôm na nó là cái chất bổ để cung cấp cho cái cây phát triển để lấy dưỡng chất để mà 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 nuôi cái, cái cây thì trong đó nó gồm có gì chất ure natri canxi magie rồi các cái vi lượng à, thì nội nôm na nó là chất đạm ừ. Còn đối với cơ thể con người thì chất đạm là gồm cái gì? Gồm có lipid, uh, nitrit, glucid. Thì nói chung là các cái chất bổ để cung cấp tế bào để nuôi cơ thể. Thì cái chất đạm đó nó nằm ở trong thịt, trong cá và trong các cái chất dinh dưỡng rau quả. Thì mình ăn vào. À, như vậy là bây giờ các bạn nói rằng là trồng một cái cây nó bị dư đạm thì nó sẽ bị tét hoa. Thì mình mình nói cái điều này thì cũng có thể một vài bạn là nói cho là phản bác buồn nhưng mà không phải thực tế nó là như thế này ông bà mình nói là trái nết đánh chết cũng chừa không chừa mới đến hồi trưa bây giờ cũng vậy thì có những cái cây nó tét hoa thì mình các bạn nói rằng là nó do dư đạm kỳ sau nó sẽ hết nhưng mà không nha các bạn qua một đợt hoa hai đợt hoa ba đợt hoa nó vẫn vậy như ngày xưa mình có cái cây sứ ghép đó các bạn nhớ không nó ra bông atiso đó mình cứ để mình trong mình chờ bốn năm đợt hoa rồi nó cũng bị như vậy vừa rồi đây vừa rồi mình mới vừa cắt mình phải ghép ghép thôi các bạn cho nó đỡ buồn đỡ tức thấy tức lắm nè vừa rồi mình cắt mình ghép mà mình ghép uh, um, sứ phân tàn cho nó 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 đẹp mình cắt theo ghép tàn chứ 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 mình không có ghép uh, một cốt nha các bạn ghép tàn ghép tằng 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 nó đẹp à, mình sẽ, sẽ giới thiệu cho các bạn này thằng beauty là nó ra cái hoa nào nó tét hoa đó nha các bạn nó ra hoa là nó tét cũng có, có hoa không mà ra xuống nó tét rất là nhiều nó ra là nó tét thằng beauty là một ha rồi cái thằng julia Kassel là hai ha ra nó tét ngược tét xuôi như thế này nè à, cũng có bông liền chứ không phải là không chứ mình không có nói nó tét hết nhưng mà nó tét rất là nhiều luôn thì mình cũng chả biết như thế nào nhưng mà mình mình có những cái cây nào mà nó đã tét được rồi á. như hồi xưa mình có cái cây à, nữ hoàng á. mà lâu lắm rồi bây giờ nó không có chịu ra hoa cho nên mình không có quay được cho các bạn coi mà nó ra được có hoa nào là nó tét ra hoa đó cũng có lâu lâu mùa nắng vậy mới có được cái vài có hoa lành còn đa số là nó tét rất là nhiều nha các bạn đó. rồi à, cái thằng giặt hạ tím này nè ở trên mạng các bạn biết không lúc mà người ta mới giới thiệu trên mạng á, mình thấy nó đẹp lắm mình thấy nó đẹp, mà đẹp thiệt, hoa đẹp thiệt. Mà khi mình ship nó về rồi bắt đầu mình ghép, mình trông, mình chờ, mình đợi. Thì nó lại ra hoa, nó tét không như ý muốn luôn các bạn. Nó tét ngược, tét xuôi. Nếu bạn nào mà có nhạc hà tím thì các bạn sẽ biết rồi. Thì nếu mà các bạn nào chưa có nhạc hà tím thì nên nên về ghép một lần để cho biết. Nè, ra cái hoa nào nó không tét đầu rồi, nó tét đu, nó tét. Nó không còn một cái gì để mà, 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 mà chơi. Rất là buồn. Ừ, thì nói chung mỗi người có mỗi cái, 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 cách chơi thôi nhưng mà mình thấy cái thằng giặt hà tím này nó ra hoa là nó tét không còn một cái gì thì bây giờ mình nói ra đó các bạn nào có thì các bạn biết liền à có những cái thằng đó đòi, 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 đòi. Be này. rồi này, là thằng beautiful nè các bạn thấy này đó, nó ra tình trạng như thế này này đó, nó tét như thế này nè, nó tét nó tét nhiều lắm các bạn rồi cái thằng cái thằng ấy này là cũng, cũng lâu lâu nó cũng tét cái thằng uh, trăm anh này, này nè các bạn thấy này nó ra cái nụ này nó sẽ tét như thế này À, lâu lâu nó cũng thét nha các bạn thì uh, những cái đó thì uh, nó do nhiều khi nó do uh, di truyền rồi nó do tác động môi trường rồi nó cũng do dư đảm cũng cũng có một phần thì đó là những cái hoa uh, những cái hoa uh, ghép nha các bạn còn những cái hoa mà mình hạt lai tạo nó còn tét ác nữa nó tét mà nó tét rồi không sửa chữa được luôn nha các bạn nó như cái thằng uh, uh, cái này nè các bạn thấy nè cái thằng là cái tiên đi thì mình có những cái cây kia bữa trước mình chia sẻ cho các bạn rồi còn cái cây này các bạn thấy nó ra nè một đợt hoa nè nè một đợt hoa ha hai đợt hoa ha ba đợt hoa ha bốn đợt hoa ha năm đợt hoa mình để mình chờ mình đỡ mà nó cứ như thế này đó nó ra hoa là nó tét như thế này nha các bạn thì đây mình nghĩ là di truyền chứ không 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 thể nào gọi là dư đạm được ví dụ dư đạm rồi mình về mình cắt phân nha các bạn cắt phân nước mình tưới vừa vừa nhưng mà đến khi nó trổ đợt sau rồi sáu bảy đợt hoa rồi nó vẫn cứ như thế này thì rõ ràng nó bị di truyền các bạn chứ nó không phải là dư đạm thì có những cái cây ra như thế này thì mình bó tay thì chắc là trước sau gì mình cũng phải cắt mình ghép thôi chứ còn cái thằng này làm sao mà xài được chia sẻ cho các bạn các bạn cũng không có xài được mà mình để mình cũng không có xài được nó ra mà nó đã tét ngược tét xuôi như thế này thì rồi mình thấy mình tiếc á Mình kêu thôi mình Để kỳ sau thử nó có nó, có thấy không Nhưng mà nó tét từ cái bông con luôn nè các bạn Nó nó tét như thế này nè Mà mà hết đợt này tới đợt khác nó cứ tét hoài vậy đó Chứ nó không có cải thiện được đâu nha các bạn Thì rõ ràng là Cái cái, cái cây này là nó bị di truyền chứ, chứ chứ không phải là nó bị dư đạm nha các bạn Đây như cái bông này nè đó nó ra nó tét như thế này các bạn đó, nó tét như thế này nó ra nay là bốn ba bốn được hoa rồi mà mình cứ cố gắng mình để qua thử nó nó có hết tét không mà nó vẫn bị tét hoài các bạn mấy cây này chắc là mình phải cắt mình ghép thôi chứ còn mình nó tét như thế này thì không sẽ xài được nha các bạn đó, mà bán cho các bạn cũng không được mà mình để mình xài cũng không được không có chơi hoa được nó tét như thế này thì hỏi các bạn làm cái gì nè các bạn thấy nè nó nó tét nó tét kinh khủng nó tét ngược tét xuôi, nó tét hết không có còn cái hoa nào để mình gỡ ra cho các bạn coi nó các bạn thấy đó nó tét vậy đó mà đâu phải là, là một đợt đâu các bạn nè các bạn coi nè, nè nó ra được đầu ha một đợt ha hai đợt ha ba đợt ha là đợt này đợt thứ tư nó vẫn tét như vậy các bạn mấy cái này thua mấy cái này không thể cải thiện được đó như như, như cái thằng này, này. nè nó cũng có nụ tét nụ không ví dụ như cái cái thằng này nụ đầu tiên nó tét như thế này ha à, nó rổ bông rất là đẹp luôn mỗi thằng thứ hai thì nó lại không tét nha các bạn cái thằng thứ ba nữa thằng này thằng này tét nè đó mà những cái bông còn lại thì nó sẽ không tét thì à, mình nói đến đây Mình mới à, Nhớ tới ông anh hai của mình Ông bị gút đó các bạn Thì khi đi bác sĩ Bác sĩ nó nói rằng là Có nhiều người nói rằng là do dư đạm Cho nên là nó bị gút Mà nhà anh hai mình thì rất là nghèo Nghèo mà lại đông con nữa các bạn Thì suốt năm con tháng Có ăn thịt ăn cá gì nhiều đâu mà là dư đạm Ghẹ hay là cua biển Cũng không có cái mà ăn nghèo Tám đứa con mà ăn thì ăn muối ăn rau ăn nước mắm rồi thôi chứ thịt cá thì nó cũng có nhưng mà nó không có nhiều thì nó như mình kể câu chuyện nè anh vô trong rừng trong trong đồng ảnh hậu quê mình ở ngoài ruộng đó. thì anh mới bắt được con con, con cá giết con cá giết thì giống như con cá dép vậy đó nhưng mà hai bên đó là xương nó nhiều lắm các bạn xương rất là nhiều hai bên lường nó là thịt cũng nhiều thịt ngọt ngon lắm con cá giết nếu bạn nào ở ngoài trung mà bắt thì biết con cá giết con cái giếng nó giống như con cá chép mà nó nhỏ hơn mà cái, cái, cái mình nó nó, nó nó tròn hơn nó không có dài như con cá chép Đó, thì mới đem về đem về thì nướng nướng thì bắt đầu mới dọn cơm lên thì bảy sáu bảy đứa nó ngồi xung quanh thì cơm đâu có gì đâu ăn thằng rau rác mà lâu lâu nó thấy con cá nó mừng muốn chết ngồi chực hoài à. ông anh thứ hai ông thấy ông nóng ruột ông bắt đầu ông mới ngồi ông gỡ cho từng đứa thì ông ông lật cái má bên này lên ông gỡ ông bỏ cho đứa một miếng đứa một miếng đứa một miếng chấm nước mắm ăn với cơm ha không rồi xong cái qua cái chén thứ hai thì ông mới lặt lên một cái má bên này ông mới gỡ cho đứa một miếng đứa một miếng đứa một miếng ăn cơm ăn xong xuôi rồi thì còn cái đầu với là cái xương dài sọc vậy đó nó ngồi nó dồm hoài anh anh mới nói là con ơi cái này cái xương xương lắm con không ăn được luôn xương làm sao con ăn mà nó ngồi ba bốn đứa nó nói bà ơi xương con cũng ăn được luôn nhưng bây giờ biết sao mình làm cha làm mẹ mà thôi bẻ cho đứa khúc rồi nó ngồi nó muốn mút biểu mút thôi nha không được nhai nha nhai nó sẽ mất cổ rồi rồi uống rượu chai thì tính là coi như là còn cái xương đó rót đi rượu ra mình uống đấy rồi nó cũng uống luôn nó cũng ăn luôn rồi mình phải uống rượu chai thì hỏi các bạn nó nghèo khổ con thì đông thì làm gì có thịt cá ăn nhiều mà gọi là dư đảm thì người nào mà nó bị bệnh là nó bị bệnh thôi cái bệnh gút đó thì thường thường người ta nói là dư đạm mà anh hai mình anh rất là nghèo ăn cơm toàn nước mắm với rau thì thịt cá đâu nhiều mà ăn mà dư đạm mà nó bị nó vẫn bị về già nó vẫn bị anh hai mình cũng mắc rồi đau quá chịu không nổi chết mỗi lần mà trời nó chuyển nó sưng lên cục này cục nấy đau đau đớn vô cùng cái bệnh gút đó là nó mang theo suốt cuộc đời bệnh của nhà giàu mà không mà đi mổ hết cục này thì nó nổi lên cục khác coi như là thì cái bệnh gút đó là đại khái các bạn hiểu như bác sĩ nó nói là ờ... trong cái cơ thể mình đó, là nó có sản xuất ra một cái chất gọi là chất axit uric, cái chất đó là, là 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 khi cái cơ thể mình nó mạnh á, thì nó sẽ tiêu quá nó sẽ đào thải ra ngoài thêm một cái đường um, tiểu hay là cái đường um, đại tiện gì đó trong cơ thể mình khi mà nó rối loạn đó các bạn thì nó 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 không có đào thải được cái chất axit uric đó thì nó sẽ bị làm cho các cái đầu xương mình nó sưng lên nó bị nó, nó 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 bị viêm các cái đồ xương nó sưng nó nó mọc một như cốc kẻ một một kẻ một cốc kẻ vậy các cái đồ xương nó sưng lên thì nó tạo thành một cái gọi nó gọi nôm na nó là bị quýt à. thì khi cơ thể mình mà nó mạnh khỏe thì trong cơ thể mình sẽ tiết vào một cái chất là để nó nó, nó giải phóng cái 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 cái, cái acid đó À, thì à, mà khi cơ thể mình nó bị rối loạn thì nó không sản xuất ra được cái chất đó, thì bắt buộc mình phải can thiệp bằng mình mình chích cái chất đó vô trong cơ thể mình để nó giải phóng, cái đó. nhưng mà ít thôi chứ còn nhiều là bắt buộc phải mổ, thì nó đau đớn lắm các bạn. thì mình à, trở lại cái câu chuyện mình nói rằng là các bạn nói rằng là à, khi cái cái hoa sứ nó bị tét thì nó bị dư đạm, thì mình cũng tin vào cái điều đó, thì mình để một kỳ bông hai kỳ bông ba kỳ bông đó như thằng này cũng vậy nè thằng này màu trắng nè nó trở cái đợt đầu này là một kỳ bông mình thánh tét thì qua đợt kỳ bông thứ hai nó vẫn bị tét nha các bạn thì mình cũng không biết là mình lý do như thế nào thì các bạn nói dư đạm thì mình biết dư đạm nhưng mà mình nghĩ nó nó là di truyền nó đã tét được là nó tét hoài chứ bây giờ các bạn có bữa bỏ héo bỏ khô đi nó ra bông nó vẫn bị tét thì nó cũng do nhiều yếu tố chứ không phải riêng là nó bị di truyền không cũng có thể một vài thứ nó bị dư đạm rồi nó bị tác động môi trường. À, thì hôm nay mình cũng lên mình tâm sự cái 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 cái, cái uh, vấn đề là um, ông bà mình nói là uh, cái nết đánh chết cũng không chừa, mới đánh hồi trưa bây giờ cũng vậy. Cho nên là cái nết nó đã như vậy rồi thì nó suốt đời nó là như vậy chứ không 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 thể cải thiện được đâu nha các bạn. Cho nên những cái cây nào mà nó tép nhiều quá thì tôi um, tốt hết thì các bạn như mình đó mình cắt ghép khác ghép cái cây bông khác mình coi kệ nó coi như là cái bông ghép không phải là cái bông zin nhưng mà cái bông ghép coi nó vẫn hay hơn để như thế này thì làm sao mà sống hoa được mình cầm cái hoa lên là cứ mất cái giá trị tét được tét xuống tét không còn một cái gì hết trơn làm sao mà chơi không thể chơi được nha các bạn thôi buổi sáng mình lên mình cũng tâm sự về vấn đề cái nết cái nết hoa đó, thì ông bà mình ngày xưa cũng có nói là cái nết cái nết đánh chết cũng không chừa mới đánh hồi trưa bây giờ cũng vậy đây như cái thằng uh, rút nó cũng tét tét ngược tét xu như là, là mà mà cái thằng nào nó tét được là nó tét hoài như cái thằng kim lăng này mình ít khi thấy nó tét lắm nha các bạn hoặc là cái thằng long thành hoặc là cái thằng vĩnh lộc này mình thấy ít khi nó tét thằng nào mà nó nó không tét là nó ít đó vậy thôi nha buổi sáng hôm ba chồng làm tí xíu video chia sẻ niềm vui trong ngày với các bạn một ngày mới mình cũng thân chúc các bạn luôn luôn được gặp nhiều điều may mắn sức khỏe dồi dào và gia đình hạnh phúc xin chào tất cả mọi người